chỗ người nhà, người bị tai nạn mà tạm ở trọ khu vực đó, thì cũng đã xác minh cho anh Thủy. Anh Thủy cũng đã biết việc này và báo cáo cho anh Thủy và mọi người đây, mọi người dân đây để tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đưa bằng ca hạ bằng ca chứ. Phước ơi, đi ngang cây xăng Hồng Nhân có mày Ngọc đang chờ trên đó nha. Đi nè mày Ngọc nha. Mưa to quá mà dưới đường này cũng còn tai nạn nữa, cho nên là phải xe nó chạy từ từ hết, cả xe lên cả xe xuống phải chạy từ từ chứ không nhìn thấy tầm nhìn. Bệnh nhân thì không có người nhà mà hai người đều say điều, thì dù họ say hay không mình cũng phải cho đi cấp cứu thôi. Nghe nói bác sĩ nói là ca này là cũng nặng, phải chuyển tuyến lên bệnh viện Đà Lạt và mời quý ông bà cô chú theo dõi cuộc hành trình của anh em con đưa bệnh nhân lên bệnh viện Đà Lạt nha cả nhà. Chọ tại địa phương này đi cùng người địa phương là chú Hai Chuối đây, thì bây giờ chú Hai Chuối đi cùng mà cũng không sao, không có giờ từ từ thôi là người ngập thì chỗ người nhà người bị tai nạn mà tạm ở trọ khu vực đó thì cũng đã xác minh cho anh Thủy. Anh Thủy cũng đã biết việc này để báo cáo cho anh Thủy và mọi người đây, mọi người dân đây để tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đưa bằng ca hạ bằng ca chú. Có mệt không, có chậm oxy không? Mệt không? Dạ mệt không, chậm oxy dạ. Phước ơi, đi ngang cây xăng Hồng Nhân có mày Ngọc đang chờ trên đó nha. Đi nè mày Ngọc nha. Dạ rồi, đón được bệnh nhân thì anh em con đang trên đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện nha cả nhà. Dạ, trời cũng đang mưa rất là to nên cũng hạn chế tầm nhìn và cũng mới đón được mẹ Ngọc là lên xe luôn cả nhà. Và cả nhà là trò chuyện cùng với mẹ Ngọc con thiệt cuộc hành trình nha, để con còn lái xe nữa. Mờ quá. Mưa to quá mà dưới đường này cũng còn tai nạn nữa, cho nên là phải xe nó chạy từ từ hết, cả xe lên cả xe xuống phải chạy từ từ chứ không nhìn thấy tầm nhìn. Bệnh nhân thì không có người nhà mà hai người đều say điều, thì dù họ say hay không mình cũng phải cho đi cấp cứu thôi vì họ bị tai nạn. Tự té hay xe tông á thuộc không? Dạ tự té. Tự té, người ta tự té cho nên là mình phải đưa đi thôi. Để đi lên bệnh viện thì coi là để cho nhập viện rồi hỏi người nhà coi như thế nào. Chứ bây giờ họ say họ cũng chẳng biết gì. Tôi kể nó mình cứ cứu người thôi. Mờ quá con chạy từ từ thôi vì không, rất mờ, tầm nhìn không nhìn thấy được đằng trước, không thể nhìn thấy được. Mưa rất to, mưa to mà gió nữa. Cầu nguyện cho đến nơi bình an thôi chứ còn mưa to lắm, không nhìn thấy xe chạy, không nhìn thấy đằng trước, chỉ thấy đèn thôi, không thấy người luôn. Mưa rất to. Điện thì rất là nhiều, cây cối cũng ngã nên phải chạy rất là chậm. Cho dù gấp mà đi chạy chậm nha cả nhà. Con ơi, phải dây điện không mẹ, gọi điện lực đấy. Đấy, dây điện. Điện hả? Thì mẹ gọi điện lực đấy. Dạ, có khó thở gì chú kêu nè. Mẹ nhà ơi. Dạ rồi, thưa quý ông bà cô chú thì anh em con đã đưa được bệnh nhân đến bệnh viện Huyện Đức Trọng và nghe đưa vô phòng cấp cứu rồi cả nhà. Dạ thì nghe nói bác sĩ nói là ca này là cũng nặng, phải chuyển tuyến lên bệnh viện Đà Lạt và mời quý ông bà cô chú theo dõi cuộc hành trình của anh em con đưa bệnh nhân lên bệnh viện Đà Lạt nha cả nhà.
trên là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Dạ thì bệnh nhân cũng khá là nặng mà bệnh nhân nói sản. Dạ, trong khi mà hỏi cái người đi chung thì kêu không có con và vợ, cho nên là anh em con không có liên hệ. Và sau này thì con lục điện thoại ra thì có ra để là tên con trai, cho nên con gọi là con trai đã, người nhà đã lên cùng đi theo. Dạ, cùng đi theo xe nha cả nhà. Đang ngồi sao? Chụp đứa con. Đây đó khoảng bao nhiêu cây mà? Bên đó 36 cây nữa mới, 32 cây nữa mới tới. Dạ, 32 km nữa thì tới bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Viện tỉnh Lâm Đồng. Trên xe thì có con trai rồi, yên tâm rồi, có người nhà là yên tâm không? Hỏi chú ấy. Mình có hỏi mình tên gì? Qua em thế rồi. Dạ rồi thì con và mẹ Ngọc đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Và cái người nhà của bệnh nhân thì lo chăm sóc cho bệnh nhân, là con của người bệnh nhân á, nên không có tiện hỏi thăm nhiều. Nên trên xe thì mẹ Ngọc có với con có hỏi được vài câu là con của người bệnh nhân bị tai nạn. Mà cái người bệnh nhân này thì là hai vợ chồng bỏ nhau lúc con còn nhỏ. Hai đứa con ở với mẹ. Dạ thì chắc nghĩ là cái người này cũng lớn tuổi mà cũng hay nhậu, cho nên là bị tai nạn dọc đường. Thì nghe người dân báo là con cái Mai Ngọc lập tức lên đường để đi lại để hỗ trợ cho bệnh nhân. Không có bảo hiểm y tế. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Yeah. Bệnh cho nhân nên không có bảo hiểm y tế. Bây giờ tiền đóng vào viện phí là đứa con trai. Đứa con trai đóng. Cậu gì? Dạ, ca này cũng khá nặng tại vì tấn chấn thương mặt và dùng đầu nên phải chụp CT và nằm lại cho bác sĩ theo dõi. Nên bây giờ cũng đã 6 giờ tối rồi thì anh em cũng xin phép được quay về đầu cầu Đức Trọng để tiếp nhận những ca khác. Và cảm ơn quý ông bà cô chú đã theo dõi kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Dạ thì con cũng mới vô cho nên là ăn tiếng nói cũng chưa có được hay cho lắm, thì mong quý ông bà cô chú quan hỷ bỏ qua cho con. Và có gì thì cứ bình luận ở phía bên dưới. Dạ rồi thì anh em con xin phép chào quý ông bà cô chú.